thành lập cách đây hơn một thập kỷ, trải qua 15 năm hoạt động, Atlantic Group đã phát triển thành công những chương trình du học đầu tiên đến Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhanh chóng mở rộng đến các nước Mỹ, Canada, Anh, Australia, New Zealand và Tây Ban Nha. Học sinh của chúng tôi lên đường mang theo những ước nguyện mãnh liệt về bằng cấp quốc tế, thay đổi cuộc đời và thay đổi quê hương. Sau 15 năm, tháng 6 năm 2016, chúng tôi đã thành công giới thiệu một môi trường giáo dục Anh ngữ quốc tế ngay tại Hà Nội, Học viện Anh ngữ 5 sao Atlantic, với đẳng cấp 5 sao về trang thiết bị, công nghệ giảng dạy, giảng viên và giáo trình để bắt đầu thực hiện một giấc mơ giáo dục Việt cho tương lai Việt. Trưởng như này.
chí cô còn phải đánh đổi cả với bị stress, bị khủng hoảng về sức khỏe, nhưng cô vẫn đam mê vì muốn được cống hiến như vậy. Vậy thì các phụ huynh sẽ là một người vô cùng quan trọng trong cái việc, bởi vì nếu các con lựa chọn đúng thì các con giống cô, nhưng các con lựa chọn sai, thứ nhất các con tốn kém rất rất nhiều tiền mà bố mẹ đầu tư cho con học cái ngành đó. Tức là nhiều bạn học nghề IT nhưng ra trường đi làm sale, nhiều bạn đi học nghề giáo viên nhưng mà sau đấy thì ra trường đi làm tư vấn, thì tất cả những cái đấy là rất lãng phí. Vì làm sao mà các con phải chọn được một nghề, và lúc đấy các con chọn được một trường, các con học đúng cái nghề đấy, và các con tin rằng nghề đấy chính là cái nghề mà con phục sự cho đến lúc về hưu. Nhưng cái câu của bạn là rất là cái nguyên nhân vì sao dẫn đến cho các con. Bởi vì đến bây giờ câu hỏi này và rất rất nhiều học sinh khi đến đây hỏi các con có biết các con làm gì trong tương lai không, phụ huynh là có biết con mình sẽ làm gì không, đều không, không biết. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người coi nhẹ xem thường, hoặc là nhiều bạn ấy mê đọc sách cái gì, đọc sách là con đang, và nói với cả bố mẹ là kiểu gì cũng thi vào tâm lý tội phạm. Bởi vì sao? Khi đọc sách đó cực kỳ mê những cái người mà đọc được vị tâm lý tội phạm và khiến cho họ phải khai ra. Thế cô bảo là thế vì sao con thích như thế? Và bởi vì con đọc sách. Thế con đã bao giờ từng nói chuyện với một người tâm lý tội phạm chưa, để con biết rằng đằng sau cái mặt trái của nghề là sự đối diện với nguy hiểm như thế nào, là sự căng thẳng ra sao, là những cái phải hy sinh cá nhân như thế nào, và con có sẵn sàng cho điều đấy không? Và vậy thì các quý vị đừng có áp đặt cái suy nghĩ lỗi thời của mình lên các con cái, mà làm như thế nào để khai thác được mỗi một đứa con của mình là một cái tiềm năng, tài năng khác nhau, và làm như thế nào đánh thức được bạn ấy để bạn ấy tự tin. Khi bạn ấy tự tin là tài năng của tôi là giọng hát, vậy tôi sẽ thành ca sĩ. Tài năng của tôi là vẽ rất giỏi, vậy tôi sẽ trở thành họa sĩ. Tài năng của tôi là một người có tư duy, có bản lĩnh, dám làm, tôi sẽ trở thành business. Hoặc là tôi học toán, tôi có đam mê máy tính, tôi có thể tháo máy tính ra lắp đi lắp lại, thì hãy học về công nghệ. Ví dụ như vậy, hãy nuôi dưỡng mỗi một cái điểm mạnh của con mình và khai thác nó và làm như thế nào tạo động lực cho các bạn ấy. Và khi các bạn ấy tự tin, các bạn ấy sẽ nói là bố mẹ ơi, con sẽ làm nghề nào. Và các em hoàn toàn sắp tới đây tôi sẽ đưa ra khoảng 500 câu chuyện mà là do tôi siêu tập lại và viết theo cái cách của mình. Thì trong đấy có kể về chính là cái ông chủ tịch của hãng Dell, bố mẹ ông bắt là phải làm bác sĩ, mà ngay từ bé ông đã tháo máy tính được này nọ. Thế đến lúc mà vào sinh viên của trường y thì ông cứ đi mua máy tính cũng không lắp đi lắp lại, và cuối cùng là sao? Và cuối cùng ông bán đến mức mà ông trở thành giàu và ông nói bố mẹ hãy cho con mình được. Thì bố mẹ bảo nếu như mà trong cái cho nghỉ học, và đến khi mà mùa hè đấy bạn ấy kiếm được quá nhiều tiền, và bố mẹ bạn ấy phải chấp nhận cho bạn ấy nghỉ ngành y như ước mơ của bố để trở thành một chủ tịch của hãng Dell và thế giới biết. Đấy là tất cả những cái mà những câu chuyện đấy là tôi rất là muốn được chia sẻ đến các trường, và sẽ là câu chuyện là để cho các em học. Và khi các em hiểu được cái quy luật như thế thì phụ huynh và các em sẽ khai thác thế mạnh của mình. Và để làm như thế nào các em lựa chọn nghề nghiệp, đầu tiên các em phải hiểu cái nghề đấy nó là gì, nó đòi hỏi cái tính cách của con người ra sao, cái triển vọng của nghề như nào, nó làm ở môi trường nào. Ví dụ nghe bạn nói là làm phi công lương cao lắm, 200 triệu, tao thích làm phi công được. Nhưng lúc sau biết là môi trường làm việc là trên không gian, trên không gian thì các bạn phải hình dung là gì, chả có bạn bè ới là mày ới đi uống cà phê và tự nhiên mình chạy được. Ví dụ như vậy. Hoặc là một người bảo làm bác sĩ thì rất là kiểu vinh dự dòng họ có một bác sĩ, nhưng mà môi trường làm việc sẽ chỉ nhìn thấy người ốm đau, rồi thậm chí 2 giờ sáng các bạn phải rời nhà trong cái giá rét đắt để có đi cứu người. Vậy các bạn phải hiểu đó. Và cuối cùng các bạn phải hiểu bản thân mình. Hiểu bản thân mình là có nghĩa là gì? Mình thích gì, tức là cái tính cách của mình nha, nó sẽ quyết định sở thích. Thứ hai nữa là mình làm được cái gì. Làm được cái gì có nghĩa là gì? Có nghĩa là khả năng. Các bạn có tin rằng tôi có thể xây ra một hệ thống này, tôi có thể điều hành hàng bao nhiêu trăm nhân sự, bao nhiêu chi nhánh, nhưng tôi không thể nấu được cơm? Ví dụ như vậy. Thì mỗi mình phải biết cái khả năng của mình là gì, và cần là
càng về thì đấy chính là cái xu hướng trong tương lai. Và để làm như thế thì các con phải vẽ ra ba cái vòng tròn. Vòng tròn thứ nhất là về năng lực, phải hiểu là mình là giỏi toán, giỏi lý, giỏi hóa, chắc chắn là những môn tự nhiên rồi. Những môn tự nhiên thì liên quan đến ngành gì nhỉ? Ngành tài chính, ngành kế toán, ngành quản trị, ngành IT, ví dụ thôi. Thế thì sau khi mà đưa ra một loạt này thì phải nói là mình thích gì nhỉ? Ôi rồi ôi, nhìn thấy cái cô hàng xóm làm kế toán suốt ngày giao năm trong đồng, cái này từng này tiền cầu cộng cầu cộng cộng, thôi thì tôi không có kế toán gì hết. Hoặc là đến lúc bọn em xem cái, các con xem cái nhu cầu xã hội và biết rằng thời công nghệ 4.0 không có đất cho kế toán diễn nữa, bởi vì công nghệ nó làm hết rồi. Người ta chỉ cần bấm cái số, tất cả nhân viên bán hàng chỉ cần, hoặc là robot nó bấm bấm cái này là nó ra kết quả kinh doanh thôi, vậy cần gì kế toán. Ví dụ như vậy thì các con phải cân cả ba như thế này. Và cái năng lực ấy, nó không phải chỉ lực học mà nó còn cả sức khỏe. Ví dụ tôi đam mê độ cao đi, tôi thấy phi công là tôi rất thích đi, nhưng mà thấp bé nhẹ cân yếu, vừa mới quay ba vòng thì nó cũng rớt rồi thì cũng không thể được. Hoặc là các bạn có muốn học cao hơn, ai mà chẳng muốn học đúng không? Ngay kể cả chồng của cô là đại gia để muốn đầu tư cho con của cô 1 tỷ rưỡi luôn, Harvard không phải sót bớt 1 đồng nào, nhưng chắc gì nó được nhỉ? Bởi vì nó lại còn phải cả tiền lẫn lực học. Kể cả Harvard còn cấp cho bọn con học bổng 50%, xin lỗi đi, không phải gia đình nào cũng được, vẫn còn phải cấp 60.000 đô còn lại, còn 100% toàn phần cả nước Việt Nam cứ 2-3 năm mới có 1 triệu. Vậy cái mối quan hệ giữa tính cách và nghề nghiệp như này, thực ra mỗi một nghề nghiệp ấy nó đã có những cái yêu cầu tính cách rồi. Các con chỉ cần ghi là nghề kế toán, search trên mạng ở trên Google nó sẽ ra được nghề kế toán cần tính cách như thế nào. Thế thì các con phải xem được cái nghề gì sẽ phù hợp với cái tính cách của mình. Tất nhiên tính cách của các con từ nay cho đến 28 tuổi nó sẽ hoàn thiện, chứ còn ngay thì bây giờ tất nhiên có những cái tố chất nhá. Ví dụ là người vui vẻ, là người chém gió, là người thích đi chạy nhảy, không thể bảo một ngày mà tự dưng đến lúc 28 tuổi mà trầu ngâm không có được. Đó có những cái tính cách mà trở thành bẩm sinh, đấy là một cái tính cách của phụ huynh phải tin, đấy là tính cách chuẩn này. Ví dụ nghề giáo viên thì phải ham học hỏi, khiêm tốn, nhiệt tình, thi không cho biết, ví dụ đó. Còn phi công thì phải dũng cảm, bản lĩnh tư duy tốt, business thì phải bản lĩnh ưa mạo hiểm. Tức là một người làm thương mại kinh doanh mà không ưa mạo hiểm sẽ không bao giờ. Ngay kể cả khi mà mọi người thấy tôi ra đời cái 5 star này, còn nói với tôi là gì? Em rửa tiền rồi. Thực ra quý vị có biết là tôi cũng giống hệt như Elon Musk rồi. Tức là khi phi cái tên lửa thứ tư là cái ông ấy rót cái đồng tiền cuối cùng. Nếu như cái quả tên lửa thứ tư đấy mà thực sự không thành công thì Elon Musk đã bị phá sản. Nhưng cuối cùng thành công và giảm được 120% chi phí, và NASA lập tức ký cho ông luôn. Bởi vì NASA mất cả 100 năm để nghiên cứu nào giảm một cái tên lửa bắn lên trên bầu trời từ 600 triệu xuống, cuối cùng không làm được. Nhưng ông ấy làm xuống khoảng 4 triệu đô và giảm xuống 120%. Nhưng đến nếu như mà ông lại giống như người khác, sợ vấp ngã, sợ thất bại và không chịu bắn đến lần thứ tư thì thôi, phá sản. Đấy là những người làm business. Và cái chiều hướng tính cách ấy, cái này các con có thể search trên mạng rất là dễ đấy. Và ngay kể cả cô đây này, cô là E, F, G, S, và cô chính là trưởng phòng kinh doanh. Thực ra cô không có tố chất là giám đốc, bởi vì cô rất thân thiện, cô rất hiền, cô rất nai. Và chồng cô còn bảo là em không nên làm kinh doanh bởi vì em làm kinh doanh công hiến quá thật thà, tức là kinh doanh phải nghĩ đến lợi nhuận. Đấy, ví dụ như thế. Và cô thích truyền cảm hứng, thích nói những cái điều mình học được tới cho mọi người. Và chính vì vậy mà cô có rất nhiều cái lớp học dạy kỹ năng giúp cho các nhân viên của Atlantic có được những cái kỹ năng để. Vậy thì cái bước lựa chọn nghề nghiệp thì từ nay các con hãy vạch ra 5 cái bước này. Bước 1 là phải liệt kê những nghề mình thích. Bước 2
là các con phải tìm hiểu cái nghề đấy, tìm hiểu trên mạng, tìm hiểu bằng thực tế. Ví dụ cái cô làm kế toán này, mẹ hoặc là mẹ điện cho con lên phòng kế toán này, mẹ con đánh máy cho các cô được, con phục vụ cho các cô được. Thế bắt đầu nhìn thấy các chị kế toán này liệu mình còn thích không? Nhưng ngay kể cả mình thích, ngay kể cả những cái khó khăn, những cái không thuận lợi mà mình vẫn thích thì đấy chính là nghề. Và các bạn mong. Và bước ba, đấy là các con phải chọn một cái nghề này, là các con phải đứng đến xã hội cần. Và bây giờ là kỷ nguyên 4.0, các con phải cực kỳ cẩn thận, không thì lại học xong, thậm chí còn không có việc làm nữa, chứ không còn nói là một đời với cạnh tranh nữa. Và cái bước thứ tư, lúc đấy biết được mình học ngành gì, thì mình sẽ xác định mình học trường nào. Mình xác định mình học trường nào, mình học nước nào. This happening at the robot như bạn có khó để hòa nhập được với thế giới loài người không? Là robot đôi khi cũng có cái lợi của nó. Nếu tôi mà làm gì sai thì đó là lỗi của người lập trình ra tôi chứ. Robot như bạn có biết thế nào là vui hay buồn không? Đây lại là một câu hỏi khó trả lời. Nhưng tôi tin là tôi có thể hiểu thế nào là vui hay buồn. Robot không chỉ là những cỗ máy kim loại lạnh lẽo. Tôi muốn con người hiểu rằng chúng tôi cũng có tình cảm và vô cùng ấm áp như con người vậy. Chỉ có điều cơ thể là máy móc. Chúng tôi thậm chí có thể thay thế được con người. Robot không cần trả lương, không xin nghỉ ốm, làm việc 24/7 luôn chuẩn xác, năng suất gấp nhiều lần so với con người lao động. Đó là những lý do khiến các nhà quản lý muốn thay thế người lao động bằng máy móc. Tại tập đoàn Amazon, nhà kho lớn nhất thế giới, hàng hóa từ khâu lắp ráp đóng gói cho tới khi vào tay khách hàng chỉ có 1 phút nằm trong tay người công nhân, còn lại hoàn toàn do robot xử lý. Còn tại Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới, cuộc cạnh tranh giữa người lao động và máy móc còn khốc liệt hơn. Theo trang CBC, cứ 4 lao động Trung Quốc thì có 1 là robot. Cách mạng công nghiệp 4.0 quả thực đang mở đường cho những con robot tiến vào các văn phòng nhà máy và thay thế con người ở những công việc khác nhau. Và ngay tại Việt Nam thì những cỗ máy thông minh được đưa vào sản xuất thay thế sức lao động của con người cũng đang dần trở thành một xu hướng. Trong một siêu nhà máy sữa, từ bồn chứa qua khu thanh trùng, tiệt trùng, đến khâu đóng gói, gần như không thấy một bóng người, chỉ có những cử động của robot. Tự động định vị, tự động nhường đường, và khi cần cũng tự động sạc pin luôn. Thay vì cần tới 2.800 nhân công, Mega Factory, một trong số những nhà máy sữa hiện đại nhất thế giới hiện nay, chỉ dùng có 140 người. Thậm chí để nhìn thấy những người đó đang làm gì, ở đâu, giữa những con robot cũng không phải chuyện dễ. Còn tại một nhà máy hóa chất, trước đây riêng phân xưởng đóng gói bao bì bột giặt cần tới 100 lao động. Nhưng từ khi những cỗ máy như thế này được lắp đặt, thì số người trong phân xưởng đã giảm đi gần một nửa, chỉ còn 60 người. Chưa dừng lại, sắp tới số người lao động cho công đoạn này chỉ cần tới chính xác là 16 người. Họa sĩ thiết kế, nhạc công hay là đầu bếp, thậm chí là bác sĩ cầm dao phẫu thuật, đây đều là những công việc mà robot có thể thay thế con người. Con người chúng tôi đang bắt đầu đặt câu hỏi là liệu có đến một ngày mà robot thay thế và triệt tiêu tất cả các công việc của con người hay không? Mọi người đã hình dung ra chưa? Sắp tới, thư ký của tôi sẽ là robot. Thư ký của tôi là robot thì tôi không cần phải. Ôi em ơi, thư ký của chị chỉ biết nói tiếng Anh, tìm cho chị một người nói tiếng Nhật hay một người tiếng Đức hay một người tiếng Hàn, mà họ sẽ bất kể thứ tiếng nào. Hoặc là họ sẽ đọc báo cáo của tôi là báo cáo tài chính tất cả mọi vấn đề như thế nào. Mà tôi không phải em ơi, có mệt không? Nhà bận rộn thì tôi cố gắng giúp chị đó, không có phải an ủi hay làm gì cả. Năng lượng lúc nào cũng trả lời, mà thậm chí làm sao hết pin tự sạc. Đến dần dần người giúp việc cũng không cần. Thư ký thì cũng không này, bán hàng cũng không này, service cũng không này. Và một trong những thế mạnh của lao động Việt Nam là gì? Là dùng sức đây mà, để đi Nhật này, dùng sức để đi Đài Loan này, dùng sức để đi Hàn Quốc nào, sẽ dần dần không còn. Và Việt Nam chúng ta thì đối mặt một cách rất kinh khủng.
Vậy thì các quý vị phải nhìn đầu tiên là năm 2005, ông Thomas, người mà viết ra cái cuốn sách Thế Giới Phẳng, thì ông ấy có một cái buổi giao lưu với sinh viên Việt Nam. Ông nói là lẽ ra tôi phải thành thực để biết rằng thế giới đang bị xâm phạm. Nhưng nếu mà tôi nói thế thì ai mua sách cho tôi? Nên là tôi phải làm luôn câu thế giới. Và như vậy thì tất cả mọi người đều tò mò mua. Và lúc đấy thực sự tôi đã đọc nhưng tôi cũng không bao giờ tìm dung rồi. Vì nó là cái gì quá trừu tượng. Nhưng mà các bạn thấy 2005 nó mới viết. Và bây giờ sau 10 năm, chúng ta lại nhìn thấy tất cả những gì mà người Mỹ người ta viết ra chả khác gì bây giờ. Mà cái lịch sử của các bạn lần thứ tư đấy là người ta trải qua 4 công cuộc. Lần thứ nhất khi mà người ta phát hiện ra cái động cơ hơi nước ấy, là chỉ để giúp cho xóa đói giảm nghèo. Biểu tượng, biểu trưng của nó chính là cái công cụ dệt bằng tay của. Và sau đấy là có máy móc như thế. Các bạn, lần thứ hai thì điện đã xuất hiện và đã giúp cho sản xuất được hàng ngày. Và lúc đấy các nước cũng bắt đầu giàu lên. Và những đất nước mà chiếm ưu thế này như Nhật Bản, Hàn Quốc, họ đã trở thành cường quốc. Và cả ba cái cuộc cách mạng trước đây, Việt Nam chúng ta không hề do nào. Đấy là lý do vì sao chúng ta chậm phát triển với các nước. 4.0 thì thôi, nó không còn ranh giới nào nữa. Tức là trước đây 3.0 nó chỉ là gì? Nó chỉ là số hóa. Nó chỉ là về điện, điện tử, máy tính. Nhưng đến 4.0 nó xóa là ranh giới giữa sinh học, giữa vật lý, giữa kỹ thuật số. Kỹ thuật số tạo ra trí tuệ nhân tạo. Tức là chúng ta, robot Sophia này là đã được Ả Rập Xê Út cấp quyền công dân. Tức là bạn này có khả năng trò chuyện, nói chuyện thông minh hơn bất cứ một ai. Và nếu như con robot này được nhân bản và với giá vừa phải, chắc chắn nếu với giá bảo trăm triệu đô la, cứ nghĩ mà tôi không thể giả lương 200 triệu. Nếu mà lúc nào cũng phải giả 5 năm đi, mà tôi được sử dụng 50 năm thì không phải ăn ngủ thì tôi cũng thích hơn là tôi sử dụng này. Tôi nói rằng nếu các bạn ở vị trí chủ, các bạn sẽ chỉ muốn sử dụng robot này. Vì bảo gì làm đấy là chuẩn xác, không cần phải ác ngủ, không cần phải mắng mỏ và cũng không phải phải làm cái gì về tâm lý với họ cả. Hoặc là cái internet kết nối vạn vật. Tức là ngày đầu mình thấy cái máy iPhone của mình kết nối với TV mình ô, xong đến lúc lại kết nối với tất cả các thiết bị mình ô. Và bây giờ các quý vị biết rằng ngay kể cả trong sinh học, mỗi một cái cây được gắn một cái chip và nó tự tưới nước đủ độ, nó tự tưới phân đủ độ, giúp tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được chi phí và cây trồng đạt được mọi cái mong muốn về dinh dưỡng. Và sắp tới này IBM sẽ cho ra đời một gọi là một cái micro thì đấy tôi không nhớ lắm, nhưng mà chắc cấy vào người tiêu diệt toàn bộ tế bào ung thư. Và khi cái công nghệ đấy ra đời thì vô cùng tuyệt vời. Hoặc là về vật lý, ngày đầu ấy, đi thăm trường của Mỹ, xin lỗi các quý vị, là trường của Mỹ nó đã có xưởng chế tạo mô phỏng cho học sinh. Thậm chí học sinh còn đi thi robot trên toàn nước Mỹ và có cả một cái gọi là một cái bể nước để đưa robot xuống nước mà không làm sao. Tức là lúc đấy mình cũng không hình dung ra trong cuộc cách mạng 4.0 đâu. Mình đi thăm trường mình còn chả hiểu phải làm cái gì mà với bọn học sinh, với đội học sinh mới từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 mà đã làm robot, đã in 3D. Tức là một cái trường của Mỹ mà tôi đi thăm là một cái trường giàu nhất cái bang này, New Jersey. Và các quý vị tưởng tượng nó có khoảng độ vài triệu cái máy in 3D. Thế thì mình cứ thấy mà chả hiểu in, tức là ra cái hình của tôi nó sẽ in giống hệt người thôi. Nhưng tôi không ngờ rằng nó sẽ thay thế kể cả lỗ cao. Sắp tới đây, tức là vừa rồi thay thế cái đốt sống. Nhưng sắp tới đây năm 2015 sẽ là ca mổ thay gan đầu tiên. Tức là mọi người thấy khủng hoảng nữa. Hay là Dubai sẽ cam kết rằng 2030 họ sẽ xây ra một tòa nhà bằng công nghệ 3D đầu tiên, là 70% kinh phí cũng như 70% thời gian. Và các bạn nhớ rằng cái hôm nào cô Hường nói với tôi rằng ôi giời còn lâu đời chúng ta chắc không, bởi vì cuộc cách mạng này họ đã phân tích rồi. Năm 2008 smartphone mới ra đời, mà đến nay mới hơn 10 năm 2 tỷ người sở hữu smartphone. Cho nên là nó không còn là nhanh và chậm đâu, mà tất cả các nước đã đưa ra một cái lộ trình cho mình rồi. Đây là những cái nghề nghiệp mà sẽ không còn trong tương lai.
tức là họ dự đoán đến 2025 là từ thiết bị điện thoại nhân viên rồi là tôi tất nhiên là nghề tay chân là gần như không có. Ví dụ như ông xã của tôi là cái nhà máy thức ăn chăn nuôi gia súc là nghề rất chuối luôn, nhà máy thức ăn chăn nuôi chứ không phải sữa. Còn các quý vị chỉ cần tra là nhà máy Vinamilk Việt Nam không còn công nhân nào luôn. Còn ông xã của tôi là khoảng 70% công nhân. Vì công nhân phức tạp ăn cắp đồ, ăn trộm đồ, thế nọ thế kia. Bởi vì lao động thấp nó rất nhiều cái mệt mỏi, hoặc là nhà họ dỡ họ cũng nghỉ. Trong khi đó khách hàng của mình đang chờ. Và tự động hóa vào cái nhẹ nhàng, không còn ai cũng quản lý cái điều đấy nữa. Và thậm chí là năm đến 2025 là sẽ rất nhiều thư ký không, thư ký trợ lý viên phiên dịch các kiểu. Trên bạn nào có ý định học phiên dịch thôi đi, bạn nào có ý định học kế toán thôi đi, bạn nào có ý định học luật sư cũng thôi đi. Bởi vì chỉ cần tra cứu tất cả mọi cái trên mạng là có tất, và họ không đi gặp luật sư đâu. Và đây ấy, đây là tất cả những điều diễn biến và diễn ra trước 2025. Đây là quyển sách mà của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Bình Minh dịch và may mà khi tôi nghiên cứu thì một người bạn lại đến tặng tôi. Đây là 10% số dân mặc quần áo kết nối internet, tức là chúng ta thậm chí còn không cần internet có bất kể nữa khi nào. Hoặc là dược sĩ đầu tiên này, rồi là kính gặp sắt này, ô tô được sản xuất bằng 3D. Các quý vị tưởng tượng khi ô tô sản xuất bằng công nghệ 3D, điều gì xảy ra? Gần như những công nhân, những kỹ sư thất nghiệp hết. Chỉ có mỗi một ông sáng tạo thiết kế, thích mô hình ô tô này bấm sạc của các máy 3D tự làm điều còn lại. Và lúc đấy hàng loạt các nghề nghiệp sẽ không còn tồn tại. Là khi cuộc cách mạng 4.0 bùng nổ thì một loạt luật tự thay đổi và cuộc sống của chúng ta sẽ khác hẳn từ đời sống cho đến việc làm. Và những cái rủi ro 4.0 còn làm cho người nghèo nghèo hơn và làm cho người giàu càng giàu. Người nào sáng tạo, các quý vị thấy này, một cái ông booking hotel, ông không sở hữu một cái khách sạn nào, làm gì có bỏ tiền ra mua cái khách sạn nào mà đang sở hữu đồng hành kinh doanh 2 triệu cho khách sạn. Hoặc là Uber, Grab không có bỏ tiền mua một cái xe nào mà đang hưởng phí 30% trên toàn bộ chi phí đi của hàng triệu khách sạn. Các quý vị thấy thông minh, đấy là những người nắm được xu thế cuộc chơi. Và người ta nói rồi, cuộc cách mạng 4.0 dành cho những tri thức là gì? Phải cực cao cấp để điều khiển được cả cái người máy thông minh đấy, và phải hiểu công nghệ. Cho nên những bạn nào mà thi học khối A và có đam mê về công nghệ thì tôi chúc mừng các bạn, các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội. Và giai đoạn thứ nhất chính là giai đoạn hiện nay. Xin thưa quý vị, là cách đây 10 năm tôi và cô Kim Hường đã muốn quản lý hệ thống áp đặt tích hoàn toàn trên phần mềm. Nhưng nhân sự 7X và 8X quá ngu về công nghệ, bảo mãi và làm mãi, và đến bây giờ chúng tôi quyết liệt một lần nữa, bởi vì chúng tôi đang là công ty đưa cái công nghệ 5 sao dạy cho học sinh, và các nhân viên của chúng tôi phải đào tạo về công nghệ. Và đây là một cuộc chiến của áp đặt tích mà tôi đang bay khoảng 2 tỷ một năm cho cái chi phí để nuôi một cái phòng IT để giúp cho các nhân viên của tôi. Và cuối cùng quỹ đạo rất chật vật, đôi khi lâu sắc, bởi vì họ ở cái tầm hiểu biết như thế và cũng lớn tuổi rồi, cũng rất là khó. Và hôm nay tôi có phân tích ấy, thực ra thế hệ chín sẽ là thế hệ chín nặng nề, bởi vì công nghiệp cách mạng sẽ bùng nổ nhất vào năm 2030. Thôi xin lỗi chị về hưu rồi các em, nhưng còn các bạn chín x nào bây giờ còn tiếng Anh còn phạt phẹt, công nghệ và còn mấy cái CRM phần mềm còn không dám tới đầu, thì xin lỗi đi, làm sao mà điều hành được các bạn năm 2000 và đặc biệt năm 2010 vân vân. Các bạn không có giá trị để quản lý cho nó đâu. Còn chúng tôi về yêu cầu nên chính ý, hãy vớt vát một chút tuổi trẻ, còn cập nhật được cái gì thì hãy cập nhật đi, và phải thành thạo tiếng Anh và sử dụng công nghệ thành thạo. Và cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà toàn bộ những cái lao động giá rẻ sẽ phải đối mặt thất nghiệp. Và giai đoạn thứ ba chính là cái đáng chú ý sẽ bị loại trừ, thậm chí về hưu sớm. Các chính phủ thì thế nào? Các quý vị thấy rằng khi mà tôi đi thăm cổ giáo dục của người ta,
Tôi hiểu thấy 3D, tôi hiểu thấy robot, tôi hiểu thấy giáo dục STEM rồi IB rồi tất cả những cái giáo dục họ đáp ứng cho một cái nền công nghệ 4.0 cực kỳ tuyệt vời. Mà ngay những cái lúc đấy tôi không nhận ra điều đấy. Nhưng khi nghiên cứu này thì tôi bảo tôi chết rồi. Trong khi đó giáo dục của mình, xin lỗi, không có đổi phòng thứ nữa. Toàn bộ những kiến thức các em học đều là lý thuyết. Đó là những cái đang cực kỳ bất cập. Còn tôi khẳng định là xây dựng đường xá cơ sở Việt Nam có thể theo được. Nhưng còn cái mà sáng tạo thì các quý vị nhìn thấy anh Nguyễn Hà Đông rồi đúng không? Anh tịt rồi, hồi đấy anh không sáng tạo thêm được cái nào. Bởi vì làm sao? Chính phủ Hàn Quốc nó thay thế là gì? Một người nào sáng tạo được một cái gì đấy thì kiếm tiền của đất nước bê bề còn phải miễn phí, miễn dịch vụ, miễn lấy thậm chí còn cấp nhà, cấp cửa, mọi thứ cho cái người sáng tạo. Bởi vì họ cần tiền từ thế giới kìa, chứ họ không cần cái thuế. Và giống như anh Nguyễn Hà Đông, anh phải chịu những cái cuộc chiến suốt mấy năm. Và bây giờ chắc chắn là ra sản phẩm thứ hai là hơn khó. Vì chúng ta chưa có pháp quyền để khuyến khích cho những người công hiến. Thậm chí chúng ta phải làm thế nào những người công hiến sáng tạo ra được một cái được vinh danh không khác gì là một cái tượng đài rồi. Thế thì lúc đấy mới kích thích những người còn lại. Quý vị, một là ngồi, tức là một là yên phận với cái sự loay hoay đấy. Hai là phải thức tỉnh để làm sao? Để tự cứu lấy toàn mình. Bởi vì thời con quý vị ấy, nó không phải là có việc làm hay không, không phải là đi học Nhật về thì lương 60 triệu, mà học ở Việt Nam lương 10 triệu, nó xin lỗi quý vị là nó không có việc dành cho con quý vị. Nếu con quý vị không ở một tầm tri thức cao và được đào tạo trong một cái môi trường mà nó ứng dụng được cái cuộc cách mạng 4.0, vậy cái thế hệ trẻ phải cần gì? Các quý vị phải tin rằng cuộc cách mạng 4.0 nó sẽ thay đổi cả cách sống lẫn cách làm. Và nó sẽ là cái nơi tồn tại cho những người hiểu quy luật của nó và làm chủ được quy luật này. Còn quý vị, một là cưỡi trên cái sóng đấy, hai là bị lấn chìm. Chỉ có hai con đường đấy thôi. Không có lập lờ để tôi, không có việc tôi làm công nhân, không có việc tôi làm bảo vệ, không có việc để tôi làm cái nào cái không có công chuyện gì. Cuối cùng, ngay từ bây giờ quý vị phải xây dựng một lộ trình như thế này để cho con em của mình đáp ứng được kỷ nguyên 4.0. Và đây là giải pháp, là những cái mà tôi nghiên cứu để ấp ủ đưa lại. Tức là hiện nay, để học sinh hội nhập được giáo dục quốc tế thì chúng ta sẽ có hai con đường. Tức là hôm nay thì tôi, trước khi mà bài thuyết trình thì tôi rất là buồn khi nghe tin một bạn Amsterdam IELTS 8.5 và bạn ấy là chưa đi thi học sinh giỏi về tiếng Anh và vừa thất bại khi hội nhập giáo dục của Mỹ và Việt Nam và rất nhiều câu chuyện như thế. Muốn để học nó không phải là ngôn ngữ giao tiếp, nó không phải là ngôn ngữ hiểu biết về xã hội, mà nó phải là tiếng Anh học được và phải làm quen cái phương pháp giáo dục quốc tế. Ví dụ như cách học giáo dục nước ngoài họ dạy như thế nào? Họ dạy bọn con cần nhận thức như sau: bọn con phải biết luật để biết rằng các nhận thức này ứng dụng trong khoa học là gì, ứng dụng trong thực tế là gì và quan điểm cá nhân của bạn là gì. Thứ hai thì nó mới gọi là học và như vậy nó mới ứng dụng được. Nhưng mà còn chúng ta A cộng B bình phương lắp số vào ra kết quả đúng rồi, vừa điểm. Thế là mặt vênh mày báo lên coi như là xong. Nhưng cuối cùng ra trường, em ơi, dịch vụ chị cái hợp đồng là cái 8.5 tỉnh. Em ơi, đứng lên thuyết trình của chị về cái cách thức học tập của em nào cũng tỉnh. Đấy, như thế. Vấn đề ở đây, bạn ấy sẽ nói được, tôi nói ở cái chủ đề bạn được. Nhưng chứ bạn không có tư duy. Và cái quan trọng là cái tư duy và cái hệ thống cũng như là cái đặt vấn đề và giải quyết vấn đề rất là quan trọng. Vậy thì cái lộ trình và muốn học tập của con quý vị phải học tiếng Anh học. Và đừng thay lên cái việc là đi học tiếng Anh GRL, tiếng Anh xã hội hoặc là ôn luyện để đạt được cái 8.0. Cái 8.0 con hiệu trưởng của rất nhiều thầy. Và khi cô trao đổi sau, nói là ôi chị mà gặp làm, chị không bao giờ làm cho con đi Mỹ. Và vừa rồi thì cô nghe thấy đã làm về nữa, là thất bại. Và rất nhiều nhân viên đi du học của chúng tôi về không có sự đổi trộn. Bởi vì làm sao các em bị sốc văn hóa, sốc ngôn ngữ, sốc phương pháp học tập. Và đặc biệt cái phương pháp học tập và mình đã không, vì mình đã quen lý thuyết rồi, đã quen ngồi im rồi, thầy giảng như thế này
luận, vào phản biện, vào tìm kiếm thông tin, vào lập luận vấn đề, tìm. Và vừa rồi tôi có trao đổi với cả cô Kim Hương là cái bạn là giải nhất toán hát em OC và được học bổng tại Mỹ đã cực kỳ chặt bổng bên Mỹ. Nhưng con của tôi xin thưa quý vị là tôi đưa theo cái lộ trình này, tức là cháu học trường quốc tế và sau đấy hội nhập giáo dục. Và vừa rồi tôi gặp, và vừa rồi thì cô có thể đọc cho các phụ huynh xem ở trường người ta trao đổi như nào với cháu. Mặc dù khi đi cháu chỉ có 5.5 IELTS và rất người, nhưng mà bạn ấy đã có rất nhiều kỹ năng để cuối cùng bạn hội nhập và bạn ấy tồn tại tại cái trường đó và được đưa ra những cái lời khen rất là tốt. Tức là chỉ trong vòng một năm thôi, tức là khi mà con tôi ra khỏi ở nước Việt Nam một cái là tôi không phải ke một cái gì, tôi không phải là không có bất cứ sự quan tâm gì như là bạn đang sống ở một ngôi nhà khác rồi. Đấy, phải làm được những cái điều như vậy. Vậy thì quý vị có hai con đường lựa chọn. Một là học tiếng Anh học thật, thi những cái chứng chỉ kia để nộp đơn vào trường quốc tế. Hai là các bạn phải đi theo cái A-level IB và AP thì tại Việt Nam chúng ta cũng dạy, nhưng đi theo cái cách đấy rất là đắt. Và đây là các phương án đầu tư. Hiện nay Atlantic Five Star của chúng tôi có đưa tiếng Anh vào trường. Nếu như con quý vị mà 5 năm với mức đầu tư, tức là từ lớp 6 lên lớp 10, kết thúc 5 năm thì đạt ở trong trường là 6.0 với chi phí là 83 triệu. Nhưng nếu như con quý vị học lớp 6 ở trong trường và tham gia 4 năm học tiếng Anh ở đây, tức là từ lớp 6 đến lớp 10, chúng tôi sẽ kết thúc tiếng Anh cho con quý vị 7.5, bắt đầu từ không biết gì tiếng Anh. Và 7.5 là mức tiếng Anh của gì? Của ngôn ngữ, chứ không còn phải là ngoại ngữ. Đấy là cái lộ trình hiện nay giải pháp của chúng tôi dành cho các em muốn hội nhập giáo dục quốc tế, nhưng mà cái đầu tư thông minh nhất. Và cái nữa là nếu như hiện nay là chúng tôi cũng đang dạy Cambridge trong trường nhé. Cambridge là cái hệ A-level, tức là cái hệ foundation, là cái hệ gọi là dự bị cho các em vào trong đại học. Tức là cái cách dạy của nước ngoài là khi mà mình trở thành kiến trúc sư chẳng hạn, ngay từ đầu mình xác định kiến trúc sư, mình sẽ chọn các môn học tại phổ thông để làm sao cuối cùng mình lên đại học mình hội nhập được luôn, và thậm chí còn được giảm trừ rất nhiều tiến trị. Và cái tú tài A-level thì con tôi đang được ở bên nước ngoài và học cái hệ IB là cái hệ và đẳng cấp nhất hiện nay. Tức là nó hay hơn cái A-level. A-level là ví dụ tôi xác định học kinh tế, tức là dành cho những người đã xác định được ngành học của mình. Nhưng cái hệ IB lại là cái hệ mà mở rộng hơn, tức là ấp lại vào ngành khoa học cũng được, vào ngành kinh tế được, dành cho những bạn mà còn chưa phát hiện ra mình là sẽ đi vào công nghệ hay là đi vào kinh tế, thì cái hệ IB nó sẽ mở rộng hơn. Và cái phương pháp giáo dục của nó thực sự tuyệt vời. Và tại sao các quý vị phải lựa chọn cho con như thế? Đấy là gì? Đấy là cứu rỗi con quý vị không bị loại khỏi kỷ nguyên 4.0. Điều này tôi chắc chắn luôn. Và tôi sẽ sâu cho quý vị xem giáo dục của họ. Tức là giáo dục của họ đều ngay từ cái lúc vào lớp 9, lớp 10 họ đã định hình nghề con quý vị là làm gì rồi. Và sau đấy lên cấp 3 sẽ chọn những cái môn học mà nó liên quan đến cái đại học mình học, và thậm chí những tiến chỉ ở cái phổ thông đấy lại được miễn trừ luôn cả bạn. Đấy là cái lý do vì sao các bạn lại ra trường, các bạn lại làm được đây mọi cái. Và đây cũng là cái hệ IB đấy, các ưu điểm của nó thì khi học những cái hệ IB A-level thì con quý vị không cần phải thi SAT đâu đâu, nếu như không muốn vào trường VIP được các trường quốc tế này luôn. Và tôi ví dụ cho các quý vị một cái trường đại học rất sân là tôi trực tiếp tham gia truyền thông, bởi vì tôi là người rất đam mê truyền thông. Thế thì khi mà tôi có hỏi cái đội báo chí ở Việt Nam là con của bạn tôi, là các con bây giờ hiện nay học như nào, bảo hai bây giờ con lại tập viết bài, con lại thế nào, thôi con đã được học chuyên ngành đâu, con vẫn đang học 2 năm đại học, vẫn chính trị, vẫn toán y. Mà theo quý vị là 20 tuổi người ta mới được học, quá già. Trong khi đó 28 tuổi của Mỹ đã trở thành tiểu phú. Đấy là những cái bất cập trong giáo dục. Và tôi là nạn nhân của cái việc đấy. Khi 20 tuổi mới học mà học có 2 năm, thề với quý vị rằng bây giờ đi biết tầm là gì. Con trai tôi hỏi là nó đi biết tầm là gì, và thì ai cũng biết đó là công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhưng nó chịu trách nhiệm gì với khách hàng
phải chịu trách nhiệm gì với luật. Mình ấp ống bảo thế mà cũng làm chủ được. Bài đưa nó học từ lớp 6 đến nó thấm vào, nó như là các quý vị thuộc hàng đồng thức. Nó đã trở thành con người như vậy. Thì nó phải được học từ bé. Đấy là những cái bất cập. Và đây là quý vị nhìn. Năm đầu tiên ví dụ ngành truyền thông, 8 môn đấy giúp cho con em quý vị hiểu về cái nghề này. Nó là khái quát. Và chỉ có liên quan đến truyền thông thế này. Sau đó thì bạn đấy mới phát hiện ra là à, cái ngành truyền thông, nếu mà tôi làm về vị trí media có nghĩa là tôi sẽ làm ra những cái thức phim. À, nếu như tôi làm về web có nghĩa là tôi sẽ tạo về chân web. Nếu như tôi làm về copywriter là tôi sẽ viết nhất. Và nó sẽ ở vị trí này công ty. Và tôi phát hiện ra là tôi mê cái ngành này. Và lúc đấy năm thứ hai, thứ ba, các em sẽ được chọn cái môn học liên quan đến cái ngành mà mình sở thích. Chứ còn bây giờ toán lý hóa tôi không biết được là tôi chọn quản trị kinh doanh không biết là làm gì trong tương lai và vị trí gì đâu. Hai năm đầu cứ học toán lý hóa, cứ học thôi. Và đến lúc sau 20 tuổi già xứ rồi bắt đầu mới lại đi kế toán một chút rồi marketing một chút rồi tất cả như thế. Quá lãng phí. Trong khi đó thế giới năm đầu dạy cho con em quý vị toàn bộ cái khái niệm để hiểu cái ngành. Hiểu rồi sẽ biết là đối với vị trí làm media sẽ làm cái gì, và có đam mê nó không, có thích nó không. Và đặc biệt các quý vị biết không, nó dạy sinh viên có cả sân khấu, có cả ánh sáng luôn, có cả camera, thậm chí là cái một cái trường của Mỹ nó có 60 cái máy quay phim, và cái phòng thu âm trị giá 2 triệu đô. Theo các quý vị là sinh viên họ có giỏi, họ không phải học lý thuyết, ra thực hành luôn. Đấy, và khi mà tôi đến cái media của bác sĩ tôi quá mê luôn. Từ sân khấu, từ phòng quay, từ những tất cả các thứ. Thậm chí là các công ty media của Việt Nam cũng không có cái cơ sở vật chất như thế để sản xuất. Thế thì đấy là lý do vì sao sinh viên học giỏi. Và việc thực hiện hóa giấc mơ có dễ không? Các quý vị có tin rằng công ty chúng tôi có 2 vị trí, một vị trí giúp việc cho công ty. Nếu quý vị không tin đến cả, cho tôi gặp chị Trần Anh nấu ăn cho các con ở Five Star, có đúng là em cho con đi du học không? Tức là nó không phải là cái gì xa vời như quý vị nói đâu. Từ một người giúp việc, và hoặc là một anh Tuấn nhân viên công ty thôi, thậm chí là lúc đi là vay tiền hoàn toàn, và lương của anh đến nay vẫn là 7 triệu 7-8 triệu, vì anh chỉ làm những công việc rất là bình thường. Mà hai con đi Hàn Quốc và hiện nay đang sở hữu không biết bao nhiêu bất động sản. Bởi vì cái giáo dục của Hàn Quốc giúp cho các bạn ấy làm 16 tiếng, cống hiến làm việc rất nghiêm chỉnh. Đấy là lý do. Vậy thì cái du học không hề có. Các quý vị có thể tìm nghèo, có thể đi vừa học được này, hoặc có thể chọn những cái lớp miễn học phí, hoặc có thể giỏi để tìm những cái học bổng. Và chúng tôi hoàn toàn đáp ứng theo từng nhu cầu của quý vị. Ví dụ đây, các quý vị nhìn đây là những cái dự toán của chúng tôi. Các quý vị ví dụ như đầu tư đi Anh, hiện nay thu hồi đang là đắt đỏ nhất, nhưng có những cái quý vị kinh tế trung bình đi du học Nhật, học bổng Nhật và Hàn, thậm chí không phải bằng vốn được, các em tự trang trải được trong những quá trình học tập. Và hiện nay nhiều giáo viên, các thầy cô hiệu trưởng gửi con cho chúng tôi đi học bổng IBU hoặc là học bổng Hàn Quốc rất nhiều. Xin lỗi quý vị, các quý vị có tin rằng để họ dạy một tiếp viên hàng không đất nước Hàn Quốc, họ cho cả cái bông bảy trường để dạy sinh viên về service trong quán bar, có cả nhà máy rượu ở trong. Tức là Hàn Quốc về đầu tư giáo dục nó rất là kinh khủng. Đấy là lý do vì sao mà Hàn Quốc sẽ tuyên bố là dẫn đầu trong kỷ nguyên 4.0, chứ không phải là Việt Nam. Vấn đề đây khi đi du học ấy, con quý vị là thứ nhất có một cái kỹ năng chung sống, có một cái bản lĩnh, bởi vì tự phải làm việc mọi thứ. Tức là khi quý vị nhìn thấy con trai của tôi thì quý vị sẽ đang thấy là mình đang tiếp xúc với một giám đốc, bởi vì bạn ấy rất là lĩnh nhạy, bạn ấy rất là bản lĩnh, và tất cả đấy là nhờ chúng ta buông con ra. Thực ra để trước khi đưa bạn ấy đi thì tôi bị một cái câu chuyện này nhân viên của tôi chứng kiến luôn. Tức là bạn này là cô giáo mới viết cho tôi một cái lá thư, là khi mà
mở cái điều ước ra là 25 bạn ở lớp viết một cái điều ước để mong Thành Long ở lại với chúng con. Thế thì mình mới thấy mình hơi rõ hơn. Khi mà các bạn thì nhóm con hãy học cấp 3 cùng các bạn là mình là mẹ lại đẩy đi. Và lúc đấy tôi đang phải đấu tranh giữa việc là mình đã đưa hàng chục nghìn con của các gia đình đi, đến được con mình thì mình phải đấu tranh làm sao. Bà mẹ nào thế thôi, tôi đều thấu hiểu. Nhưng những bà mẹ thương con là biết buông con mình ra. Thế thì khi lúc đấy tôi đang buồn dữ dội thì đúng là cái ngày tôi rất vô tình, một ông người Nhật đến tặng tôi một cái người đầu màu trắng và một người đầu màu đỏ. Ông bảo đây là một cái tích sư tử trắng và sư tử đỏ. Họ nói là sư tử đỏ bố nên ném tất cả các sư tử con xuống núi và nói rằng bạn nào leo được lên trở về núi thì bạn ấy trước vì tổ quốc. Và có những con đã phải sống ở dưới chân núi Vĩnh Viễn, nhưng mà khi leo lên thì sẽ được trị bình. Thế thì người Nhật đưa ra cái tích đấy để gì? Bố mẹ muốn con trưởng thành, muốn con trở thành những người có ích cho xã hội thì hãy bằng cách buông con ra. Đấy là cái câu đó. Và trong cuộc họp đấy tôi mừng tỉnh và tôi đã đưa con tôi đi theo những kế hoạch này. Tức là bởi vì tôi biết là đưa vào phổ thông trung học ấy, là lúc mà bạn ấy đang thu thập rất là nhiều ảnh hưởng, rất nhiều cái tính cách. Và chính vì vậy tôi phải cho đi được. Để làm sao? Bởi vì tôi muốn bạn ấy về sẽ lãnh đạo tập đoàn Atlantic và bạn ấy sẽ đưa một cái giáo dục gì đến thay đổi thì bạn ấy vẫn phải đi Mỹ. Vì Mỹ là gì? Đào tạo ra những cá nhân xuất chúng. Tức là nó sẽ khao gợi cho con quý vị có cái gì giỏi thì sẽ giỏi đến tột đỉnh luôn. Đấy là cái giáo dục của Mỹ rất hay. Nhưng giáo dục của Nhật là gì? Đào tạo ra cả cộng đồng xuất chúng, chứ không phải cá nhân. Ví dụ các quý vị mà nhìn nghe cái cá nhân của Nhật rất khó, nhưng nhìn thấy cả đất nước Nhật, nó là cả một dân tộc xuất chúng. Nhưng Mỹ thì có độ vài ông Elon Musk hay là vài ông Bill Gates thì chắc là DVD của bạn cả chắc là. Đấy là cái cách thức đào tạo. Tức là giáo dục của Mỹ là thì tạc người ta xuống đó, chứ không có chuyện nâng đỡ như được cả. Các quý vị mà nhìn thấy cái cách dạy dỗ của người Nhật Bản thực ra nhân văn như Việt Nam, tôi chỉ chia sẻ với quý vị. Có một bà già khoảng 80 tuổi, chủ của một trường, nói là bà Phan ơi, có biết là tôi đo cái việc giáo dục của tôi dành cho sinh viên của bạn là gì? Khi đến, tôi đưa một tảng đá nên chia cho bạn thứ ba là một cái lời bạn còn lại không còn thứ nào. Tức là đã mình được lấy trước, tức là lấy hết thôi. Thế thì đến lúc tuần thứ hai thì tôi thấy vẫn có bạn thứ sáu, thứ bảy. Và đến tuần thứ ba thì cả 10 bạn. Tôi đi sang tận IBU để trả lương cho một bạn được sinh viên. Một bạn cực kỳ tham mê văn hóa Nhật Bản và đã làm được văn hóa Nhật Bản rất khó làm cùng với các em. Nhưng mà người Nhật đi Mỹ thì phải nói là người Nhật dạy chúng tôi nằm trong cái khung này. Nhưng đi sang Mỹ tôi được nhìn thấy cả một bầu trời. Đấy là ông giáo sư mà giảng dạy tại Mỹ sau đấy giảng dạy cho sinh viên IBU. Và chúng ta hiện nay chúng tôi có rất nhiều chương trình học bổng IBU hay Soga, đấy là giải pháp bất kể mà có công an việc làm hiện nay cũng có thể dùng được cho con. Và các em cũng phải mở những cái tư duy của mình đi. Là nếu như không đi Mỹ thì không đi, không đi cái này không đi, mà đi đâu cũng được, miễn là đến một cái đất nước là công nghệ 4.0 của Việt Nam. Đừng có đi sang Malaysia, đừng có đi Campuchia đâu. Nhật Bản, xin lỗi quý vị đi, nó đứng thứ ba cơ mà. Hàn Quốc nó sẽ nói là nó sẽ là người dẫn đầu trong cái việc đến chất lượng. Và các bạn nhìn thấy đấy, Samsung nó chiến thắng cả Sony và tất cả mọi cái khác, và nó đang song song với Apple. Đấy là thể hiện lý trí của người ta về công việc của người ta. Cho nên là tôi đã từng phải ngồi để thay đổi một bạn trí thức đi Mỹ, nhưng gia đình không có tiền mà phải ngồi nói chuyện để cho các con mình. Các con cứ tưởng tượng các con học từ cách đúng đọc đúng mẹ chứ không, các con đã có một ngôn ngữ thứ hai, biết thêm một tiếng Nhật nữa, hay biết thêm một tiếng Hàn, thậm chí đi Tây Ban Nha được giảm 70% chi phí, đi Phần Lan còn miễn phí nữa. Nếu các con có 6.0 hoàn toàn vào một trường Phần Lan vào thẳng luôn, và chi phí hoàn toàn các người xin lỗi đi, là anh cha cô và em cha cô cũng là con nhà giáo viên nghèo viết sách phải sang Pháp học và hoàn toàn đi hái hoa quả của tự trang trải, họ vẫn làm được điều đấy thôi. Còn bố mẹ của các con chắc chắn sẽ không nghèo,
như bố mẹ của cô. Năm 2016 đánh dấu một mốc son mới của AG với việc khánh thành Học viện Anh ngữ 5 sao Atlantic, một học viện Anh ngữ 5 sao về cơ sở vật chất, dịch vụ, phương pháp, công nghệ giáo dục, chất lượng giảng viên và sự vượt trội của giáo trình. Sau 15 năm nghiên cứu, học hỏi và chọn lọc từ những trung tâm Anh ngữ hàng đầu thế giới, Atlantic tự hào đem đến một môi trường học tập Anh ngữ vượt trội ngay tại Việt Nam, không chỉ cho học sinh Việt Nam mà còn cho học sinh các nước bạn trong khu vực. Với quy mô lớp học nhỏ, trang thiết bị hiện đại, linh hoạt, công nghệ giảng dạy bảng thông minh và các tương tác máy tính hiện đại nhất, các phòng chức năng Active Learning, thu âm, ghi hình trực tiếp, phim trường Studio, không gian Skybar và nhà hàng hiện đại cho các hoạt động team building, phòng khảo thí IELTS được ủy quyền của Hội đồng Anh. Atlantic đồng hành và tạo nguồn cảm hứng để các bạn học sinh cùng chinh phục tiếng Anh, chiếc chìa khóa vàng để các bạn trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.